T2 cho những bạn đọc nào còn lạ lẫm là tên mã cho dự án mới nhất của Nixon trên mobile, hậu bản của MMORPG đình đám chào sân lần đầu vào năm 2011. Với Unreal Engine 4 trợ lực, T2 sở hữu một nền đồ họa có chất lượng hàng nhất trên cả Android và iOS. Không những sở hữu ngoại hình bắt mắt, nội lực bên trong của T2 còn được tiếp sức bởi bàn tay phát triển của chính cha đẻ Terra là đội ngũ Bluehole Studio, mang kỳ vọng chất lượng sánh ngang đàn anh đi trước. Đây có thể coi là một tựa game hiếm hoi trong bảng danh sách này, phát hành ngay sát thềm khởi động G-Star 2015. Vừa mới chào sân mobile trong tuần trước, Genonia S đưa game thủ tới những yếu tố online đổi mới so với những phiên bản tập trung cốt truyện vốn quen thuộc trong nhiều năm liền. Tại đây, người chơi có thể giao lưu với một cộng đồng đông đảo qua vô vàn thể thức và hoạt động khác nhau, tạo nên một thế giới sống bên trong mình tựa game. Sự giao thoa giữa nét truyền thống và yếu tố mới mẻ này vừa có thể hấp dẫn những tân thủ đến làm quen, vừa tạo nên cơn gió mới tới cộng đồng hâm mộ lâu năm. Cùng với sự hiện diện ngay trước khi G-Star 2015 đánh tiếng, Genonia S sẽ đứng trước cơ hội cực lớn để quảng bá bản thân mình và tạo nên một khởi đầu hết sức mỹ mãn. Không phải chờ đến khi G-Star 2015 chính thức nổ phát pháo khai mào, các nhà làm game mới tung quân bài chủ đạo. Nội trong tuần trước thôi, chúng ta thấy nhiều tên tuổi lớn bắt đầu hé lộ những quân bài mới mang tới sự kiện quy mô này. Lost Kingdom từ ARPG dưới tay 433 Creative Lab chính là một trong số đó. Ngay trong những trường đoạn gameplay vừa công bố, Lost Kingdom thể hiện ngọn lửa hừng hực trong lối chơi của mình, đi theo trường phái chắc nặng với những pha bổ kiếm mang mãnh lực ngàn sơn hay xé gió với cặp song đao bén ngọt, xuyên phá đội hình địch thủ. Những đòn thế trưởng pháp trong game song hành cả hai khía cạnh tàn bạo không ngừng nghỉ và uyển chuyển đẹp mắt, thực sự mang hứa hẹn cực lớn khi chính thức lộ diện tại G-Star 2015. Project Hit có lẽ đã không còn xa lạ với cộng đồng khi đánh tiếng suốt từ năm ngoái với những hứa hẹn cực cao trong lối chơi. Dự án này chính là sản phẩm mobile đầu tay của Younghyun Park, nhà phát triển đứng sau thành công của những Lineage 2 hay Terra nổi danh một thời trên làng MMORPG PC. Heroes of Incredible Tales mang cho mình một lối chơi cực kỳ đa dạng, cho game thủ cơ hội thi triển vô vàn thế tấn công khác. Ở đó, bạn có thể tung lưỡi hái xé gió với tầm đánh rộng, xoay chuyển song kiếm mang tốc độ điên cuồng chiêu sau nối chiêu trước hay điều quyền trượng triệu gọi sấm sét càn quét địa hình. Tất cả đều mang sức nóng điên cuồng phả vào màn hình, mang tới thế mạnh áp đảo cho Project Hit khi tấn công G-Star 2015. Kết hợp với yếu tố sinh tồn với trường phái MMORPG cực kỳ phổ biến, Durango mang tới một sức hấp dẫn khó tả trước làn gió hoàn toàn mới trong lối chơi. Không còn những pha lao mình về phía trước mà không màng kẻ thù mạnh yếu, không còn những đợt đi càn một cách vô hồn, con đường sống trong Durango đòi hỏi sự tính toán và cẩn trọng theo từng bước đi của người chơi. Với game, các bạn sẽ phải tham gia vào những hoạt động săn bắn hái lượm nhằm tìm về những nguồn nguyên liệu thực phẩm thiết yếu giúp mình bước tiếp trong thế giới của game. Trên tất cả, game thủ còn có thể hợp lực với những người khác ở trong game để gây dựng những cộng đồng lớn mạnh, tạo lập quân đội riêng và tranh đấu trước nhiều thế lực. Với một phong cách cực kỳ mới lạ không chỉ với mobile nói riêng mà còn là với làng game nói chung, Durango thực sự mang hứa hẹn bùng nổ cực lớn tại sự kiện game lớn đang diễn ra. Maple Story Mobile, dù không phải là cái tên đầu tiên trong series dự kiến cập bến di động, nhưng lại là hậu bản đầu tiên được đầu tư đúng nghĩa trên mobile. Trên thực tế, tựa game sẽ vượt xa Pocket Maple Story đã từng đánh tiếng về cả quy mô lẫn nội dung bên trong, điển hình qua việc game thủ có thể lựa chọn đến 5 lớp nhân vật khác nhau, tương tự như ở phiên bản gốc trên PC. Bên cạnh đó, sự phong phú trong hệ thống nhập vai của Maple Story Mobile sẽ còn được đẩy lên một tầng cao hơn nữa so với người anh em đồng đạo trên di động. Ở đó, game thủ sẽ được đặt tay lên vô số nhiệm vụ với nhiều thể thức khác nhau, đảm bảo lôi cuốn vào thế giới vốn đã rất sống động của game. Trên tất cả, người chơi sẽ còn có cơ hội tùy chỉnh nhân vật của mình theo hàng trăm ngàn món đồ và trang bị, thay đổi theo từng chi tiết nhỏ nhất dù chỉ dựa trên nền đồ họa 2D giản đơn. Với việc dựa lưng vào một trong những huyền thoại của làng MMORPG thế giới, hậu bản Maple Story Mobile chắc chắn đang nắm trong tay kỳ vọng gây bão G-Star 2015 và thậm chí là cả làng game di động trong tương lai.